Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, hoặc những lúc giao mùa thì không những người già mà cả những người trẻ tuổi cũng thể bị đau đầu, mệt mỏi. Vậy nguyên nhân do đâu lại bị đau đầu khi thay đổi thời tiết? Trên thế giới đã có thống kê cứ mỗi khi thay đổi thời tiết, từ nóng sang lạnh, lạnh sang nóng, năng mưa đột ngột thì tỷ lệ người phải nhập viện tăng khoảng 7,5%. Thực ra nguyên nhân chính là do khi thời tiết thay đổi mạch máu bị giãn, thông thường chỉ bị đau vài tiếng rồi khỏi, tuy nhiên cũng có những trường hợp bị đau lâu và mỗi khi bị đau đầu thì người bệnh thường mua thuốc giảm đau để uống. Tuy nhiên nếu cứ lặp lại như vậy thì không hề tốt cho sức khỏe chút nào vì đang lạm dụng thuốc giảm đau. Thực ra bên này không có thuốc nào có thể trị dứt điểm. Tuy nhiên có một cách phòng bệnh đơn giản là luyện tập thể lực và cải thiện bữa ăn uống hàng để bồi bổ cơ thể, ăn nhiều các loại rau xanh chứa nhiều vitamin theo y học cổ truyền. Khi trời nắng thì nên đội mũ rộng vành, kính mát, trời mưa cô được dầm mưa. Chào các